Rồi thì xin kính chào quý cô chú và anh chị mình. Lại là mình đây, mình là Nguyễn Kim Lợi đây. Thì hôm nay ha, mình sẽ quay một cái ngôi nhà vườn. Người về đây nghỉ dưỡng rất là ok luôn anh chị ha. Thì ở đây nè, chi tiết hôm nay mình mang đến là căn nhà nằm ngay đây ha. Đó, thì trước tiên mình nói về căn nhà, sau đây mình sẽ phân tích cái đoạn đường cho chị mình xem ha. Là gần đây có nó, gần cái diện tích gì, gần tiện ích gì ha. Thì ở đây nè anh chị, đất của mình ở đây chính xác là ở xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nha. Thì ở đây vị trí căn nhà nè anh chị. Thì chi tiết mình sẽ báo sau, diện tích và giá cả mình sẽ báo sau ha. Trước tiên mình báo về một cái con đường này nè. Ở đây là hiện tại là đường bê tông, đường đan ha. Khu dân cư nè, anh chị nhìn nè ha. Thì ở đây nè anh chị, từ cái mí đường này, ngôi nhà này ha, anh chị mình đi ra hướng ngoài chỗ chợ Phú Hòa và ngay trung tâm ủy ban xã. Rồi trường học nè, Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh luôn ha. Đâu đó bán kính trong vòng cách lô đất của mình là chỉ có 600m thôi anh chị ha. 600m thôi, anh chị mình sẽ gặp chợ nè, rồi trung tâm ủy ban xã nè, trường học các cấp nè, cấp 1, cấp 2, cấp 3, trường mầm non luôn, y tế, ủy ban xã, công an xã đầy đủ, Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh luôn ha. Thì đây anh chị mình đi ra là đúng 200m, xong rồi anh chị mình rẽ phải là 600m nữa ha. À 400m nữa là mình sẽ gặp chợ Phú Hòa và ngay trung tâm luôn ha. Và sau đó anh chị mình, nếu mà anh chị rẽ trái, anh chị mình sẽ gặp một cái bán kính, một cái khu du lịch rất là nổi tiếng ở Tân Phú Đồng Nai ha. Đó là một khu du lịch sinh thái Suối Mơ. Đó. Khu du lịch sinh thái Suối Mơ, nó cách lô đất của mình chỉ có 2 cây số thôi anh chị ha. Sau đó anh chị mình đi thẳng luôn là ra quốc lộ 20. Nó sẽ là 4 km ha. Nói chung miếng đất của mình cách quốc lộ 20 nó tầm khoảng là 5-6 cây nha. Đó, thì ra quốc lộ 20 đó anh chị cứ rẽ phải đi về hướng thành phố Bảo Lộc 65 cây. Còn chị đi rẽ trái anh chị mình sẽ về hướng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh ha, tầm khoảng là 100 cây. Còn chị về thành phố Biên Hòa nó chỉ có là 80 cây số thôi nha. Đó thì đoạn lai cam đó anh chị mình cũng đã xem rồi ha, một đoạn lai cam ngôi nhà. Ở đây mình sẽ báo chi tiết về ngôi nhà này ha. Rồi thì ở đây nè, họ làm một cái nhà nghỉ dưỡng, nhà vườn nghỉ dưỡng xung quanh ở đây rất là nhiều, khá là nhiều luôn anh chị ha. Ở dân cư là anh chị thấy nè, đoạn livestream bay lên chị cũng thấy rồi đó, dân cư khá là đông ha. Và chính xác nơi đây là ở xã Phú Hòa ha, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Nó nằm gần chợ và trung tâm ủy ban xã có 600m thôi, nằm gần công viên khu du lịch sinh thái Suối Mơ nổi tiếng ở Tân Phú Đồng Nai, là 2 cây số. Cấp quốc lộ 20 chỉ có 4 cây ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào bên trong và mình báo chi tiết căn nhà, diện tích và giá cả ha. Đây có một cái sân đậu xe hơi nè anh chị ha. Xe hơi. Thì đây có một máy vòm nè để đậu xe hơi, nhà của chủ ha. Thì mình chuyên đi quay quảng cáo nhà đất chính chủ nha. Thì quay quảng cáo bất động sản nhà vườn chính chủ. Thì mình có 3 phương án ha. Mình luôn luôn nói, phương án thứ nhất là mình sẽ quay đất trên đất không có màu mã nha. Phương án thứ hai mình sẽ quay đất là không vướng vào quy hoạch. Bước thứ ba mình sẽ không thổi giá, không kê giá nha. Rồi, bây giờ mình sẽ báo diện tích nè anh chị. Ở đây là diện tích đất của mình á, là nó được ngang 6m ha, và dài 50m luôn. Ngang 6m, dài 50. Và hiện tại mình đang có căn nhà thế này, chủ đang ở luôn. Nhà còn mới là tầm khoảng 90% luôn chị. Tí nữa mình sẽ vào bên trong mình quay cho anh chị mình xem ha. Ở đây thì mặt tiền của mình nè, được 6m anh chị. Đó, 6m mặt tiền ha. Nhìn rất là rộng luôn. Tí nữa mình vào trong căn nhà cũng rất là rộng ha. Đó, ở đây là ngang 6m và cái chiều dài của nó là 50 ha. Đó, ngang 6 dài 50. Thì đây mình sẽ cái diện tích của nó anh chị là đầy đủ là 302,4 m² nha. 302,4 m², ngang 6m, dài là 50 ha. Đó, 302,4 m². Mặt tiền của mình anh chị, mặt tiền căn nhà quay về hướng tây nha, hướng chánh tây luôn nha. Thì miếng này nó đã có sổ hồng riêng rồi, pháp lý sạch, chính chủ ha. An toàn, pháp lý sạch, sang tên công chứng trong ngày nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào căn nhà, mời anh chị mình tham quan ngôi nhà ha. Ở đây với chi tiết nè, một cái sân vườn ở phía trước nè, khá là rộng luôn ha, rất là rộng luôn, ngang 6m. Ở đây đậu có thể được 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc 7 chỗ luôn ha, đậu được 3 chiếc 7 chỗ luôn. Đây mình sẽ vào bên trong phía ngôi nhà anh chị ha. Đó, nhà này của mình thì nói chung là tường đôi, tường cách âm ha, mình rất là đẹp. À, anh chị nhìn nè, một cái không gian của ngôi nhà mình đó rất là đẹp. Anh Cường bật cái đèn em, Cường mấy cái đèn nó lên cho nó sáng đó, đẹp không? Là anh chị nhìn nè,
chủ có làm đèn á, phối với lại cách âm vô tường luôn ha, nhìn rất là đẹp ha. Bữa tối nhìn rất là đẹp luôn, sáng với ngôi nhà luôn ha. Đó thì ngôi nhà của mình đây. Rồi ngang rộng 6 mét nha. 6 mét luôn, rất là rộng hả chị ha. Chiều dài được 50 ha. Và tường này á, là chủ đã xây là một cái ngôi nhà là tường đôi, tường cách âm ha. Nói chung là ngôi nhà này chủ xây lúc đó là 2 tỷ đó anh chị. Mình cũng báo luôn ha. Ngôi nhà là chủ xây 2 tỷ ha. Nè, không gian phía trước chị nhìn nè. Rất là rộng luôn ha, rất là đẹp. Rồi mình sẽ báo giá nè, diện tích mình báo rồi ha. Diện tích là 302,4 m² nha. Đó thì ngang 6,50. Đó thì giá chính chủ kêu anh chị là 2,5 tỷ ha. Giá vẫn còn bớt nha. Đó 2,5 tỷ. Đây là một không gian bếp của mình rất là rộng luôn ha. Tủ lạnh nè, rồi bếp, không gian bếp. Đó đây là không gian phía trước nè. Khá là rộng luôn. 6 m anh chị ha. 6 m. Và miếng đất này của mình á là ngang 6,50 là hiện tại là đất ở tại nông thôn ha. Phun thổ cư 100% anh chị ha. Phun thổ cư 100%. Và một ngôi nhà như thế này nó còn mới 90% luôn ha. Nói chung là chủ có ở, chủ đang ở, nhưng mà hiện tại là đang sổ trong ngân hàng á, mình cũng nói luôn ha. Để chủ muốn bán để chuột sổ về, rồi giải quyết công việc, tiền bạc, nợ nần này kia ha. Đó, không gian ngôi nhà anh chị nhìn rất là đẹp ha. Thì với cái giá mà 2,5 tỷ thì anh chị nhìn có thể xứng đáng để mua một ngôi nhà như thế này mà ở không ha. Thì anh chị sẽ xem hết video ha. Đây, phòng là anh chị. Thì phòng này là mỗi một phòng đó anh chị, đâu đó nó được tầm khoảng là, đó anh chị nhìn nè, nó được tầm khoảng là đâu đó gần 20 m² ha. Đó, gần 20 m². Đây anh chị nhìn nè, rất là rộng luôn ha. Có giường ngủ cái này kia đầy đủ nè. Một cái giường ngủ nè. Đó, rồi xung quanh ở đây là tủ đồ, chứa đồ luôn ha. Nhìn rất là đẹp luôn chị ha. Cái này gần 20 m² một phòng nha. Thì phòng bên đây cũng vậy nè. Đó, đây mình sẽ bật đèn lên. Đó anh chị nhìn nè, rất là đẹp ha. Có mỗi một căn phòng đều có phối màu và phối đèn như thế này, nhìn rất là ok, rất là đẹp ha. Đó, cái này là phòng của bé nhỏ ha, bé nhỏ nhà anh chủ, bé nhỏ nhà của anh chủ. Thì ở đây có những cái đồ chơi và học tập nè anh chị. Đó, đây là tủ đồ ha. Đó, một căn phòng như thế này nó được tầm khoảng là gần 20 m² nha. Đây máy giặt ha, còn đây không gian bếp phía, không gian WC phía sau nè anh chị. Đó, có điều hòa này kia đầy đủ hết trơn luôn ha. Đó, không gian WC đây ha, anh chị nhìn nè, chỗ này rất là ok luôn ha, rất là thoải mái, rất là rộng. Đó thì vị trí đất ở đây anh chị là xã Phú Hòa, Định Quán, Đồng Nai ha. Diện tích 302,4 m², có một ngôi nhà thế này. Nhà lúc trước là chủ báo là xây 2 tỷ luôn nha. Đó, xây 2 tỷ một ngôi nhà này. Mình làm việc trực tiếp chính chủ ha. Anh chị Thiện Chí thì gọi điện trực tiếp tôi lại nha. Đó, đây. Rất là đẹp ha. Phòng bên đây cũng vậy. Nói chung là phòng nào cũng có làm những cái đèn màu ở trên tường ha. Nhìn rất là đẹp, ưu ái, rất là dễ thương ha. Ranh giới rõ ràng ha. Pháp lý sạch chính chủ anh chị ha. Đó, bếp nè. Cái chỗ không gian bếp ở đây nó rộng tầm khoảng là 30 m² ha. 30 m², một không gian bếp rất là rộng luôn nè. Anh chị nhìn nè, rất là rộng ha, để mình nấu nướng mình này kia, là làm các dụng cụ nấu nướng nấu ăn cũng rất là ok ha. Đây, chanh nè, chanh đính đá. Phun thổ cư anh chị ha. Phun thổ cư 100%, đất ở tại đô thị, đất ở tại nông thôn ha. Phun thổ cư. Đó, ngang 6 m 50, 302,4 m², giá chính chủ kêu là 2,5 tỷ cho một ngôi nhà này ha. Thì anh chị xem hết video đó, anh chị có thật cảm thấy được phù hợp với lại một cái ngôi nhà mình đang mong muốn tìm kiếm hay không ha. Xung quanh thì dân cư thì khỏi phải chơi luôn ha. Có đoạn Black Cam đó mình cũng đã bay lên gửi đến anh chị mình ha. Dân cư khỏi phải chơi. Đó, đằng trước rất là rộng ha. Đằng trước có thể phía này mình anh chị làm được thêm một phòng nữa nè. Nhưng mà nếu mà làm thêm một phòng nữa thì không gian dưới đây nó hơi nhìn rồi nó hơi xấu đi cái tầm nhìn một tí ha. Cho nên thì chủ làm một không gian phía trước rất là rộng như thế này. Lúc trước có bộ ghế sofa đây ha, nhưng mà chủ đã mang đi rồi ha. Đó, chanh đính đá này kia, rồi đèn màu đầy đủ hết luôn ha. Buổi tối nhìn rất là đẹp anh chị ha. Tại ban ngày mình bật mấy cái đèn lên đó, nhìn nó như vậy nhưng mà buổi tối nhìn vô rất là đẹp ha. Cửa này thì chủ làm loại bốn cánh ha, bốn cánh cửa loại cửa kính anh chị.
cửa kiến ha. Kiến này dày lắm nha. Kiến này dày lắm. Thì cửa bốn cánh nè. Đó, ở đây không gian phía trước đất của mình ha. Rất là ok. Ở đây thì hiện tại chủ đang trồng một cái hoa nè, bông giấy này kia cái thứ ha. Đó, và đất của mình mặt tiền quay về hướng Tây nha. Tiền quay về hướng Tây. Đó, chi tiết thì mình nhắc lại nè. Nếu anh chị nào mà chưa nghe rõ thì mình nhắc lại ha. Đất ở đây là xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nha. Ở đây anh chị mình đi ra hướng con đường nhựa, nó tầm khoảng là 200m thôi. Mình sẽ rẽ phải là mình sẽ gặp chợ Phú Hòa, ngay trung tâm ủy ban xã. Trường học mầm non, trường học các cấp, cấp 1, cấp 2, cấp 3. Rồi y tế, công an xã nè. Rồi bách hóa xanh, điện máy xanh, nói chung đầy đủ, không thiếu cái gì luôn ha. Thì có dịch vụ nấu ăn này kia đầy đủ hết ha. Bán kính trong vòng chỉ có 600-700m là mình sẽ gặp rồi anh chị ha. Và đường thoải mái, đường bê tông, đường đan thì ô tô vào tận nơi, vào tận nhà, đậu được chiếc ba chiếc 7 chỗ luôn nè anh chị, rất là rộng ha. Ở đây nó tầm khoảng là cái sân phía trước là tầm khoảng là dài đâu đó được 20 ha, ngang 6 và 20 luôn, đậu được 3 chiếc 7 chỗ luôn ha. Và đậu được rất là nhiều xe máy bên này nữa ha. Đó thì cách chợ ngay trung tâm thì có 600-700m ha. Thì anh chị sẽ gặp chợ ngay trung tâm. Trong đó chị mình nếu mà rẽ trái á, rẽ phải thì gặp chợ với ủy ban. Còn chị rẽ trái thì chị sẽ ra khu du lịch sinh thái Suối Mơ, là chỉ có 2 cây số, đúng 2 cây số ha. Mình sẽ gặp khu du lịch sinh thái Suối Mơ. Đó, sau đó anh chị mình đi tiếp luôn là 4 cây số nữa, mình sẽ gặp quốc lộ 20. Gặp quốc lộ 20 đó anh chị rẽ trái về thành phố Biên Hòa là tầm khoảng 80 cây. Còn chị rẽ phải chị sẽ về hướng thành phố Bảo Lộc là 65 cây ha. Nhà mặt tiền quay về hướng Tây thì ngang 6 dài 50, diện tích 302,4 m². Rồi giá chính chủ kêu là 2.500.000.000 nha. Giá này vẫn còn bớt anh chị ha. Bớt nhiều hay ít thì mình không biết ha. Nhưng mà mình chỉ quay đất quảng cáo cho đất chính chủ thôi. Rồi việc còn lại thì do khách với do chủ hai bên nói chuyện với nhau. Được cái giá mong muốn như thế nào đó thì bán thương lượng với nhau ha. Thuận mua vừa bán. Mình chỉ nhận 2% hoa hồng bên chủ thôi. Việc còn lại thì hai bên tự quyết định ha. Rồi chắc video mình cũng kết thúc ở đây anh chị ha. Rồi thì cô chú anh chị nào mà quan tâm mà yêu mến một cái ngôi nhà như thế này á thì có thể về đây mình gọi điện trực tiếp cho lại ha, hoặc là kết bạn Zalo để chia sẻ một số điện thoại duy nhất trên màn hình video nha. Đó thì anh chị nào mà quan tâm á gọi điện cho lại ha, sau đó mình sẽ dắt đi xem nhà nè, rồi cho anh chị xem hết ngôi nhà anh chị có ưng ý hay không, sau đó thì nếu mà ưng ok thì lại sẽ gọi chủ vào làm việc ha. Tại đây nhà chủ cũng gần ở đây với ngôi nhà này ha, hiện tại ở 2 căn. Nhưng mà anh chị nào mà có muốn gặp chủ thì mình sẽ cho gặp chủ trực tiếp và anh chị mình nói chuyện thương lượng về giá cả nha. Và video mình cũng kết thúc ở đây ha. Sau đây là mình sẽ đưa phần vị trí nè, Google Map và thông tin quy hoạch sổ sách cho anh chị mình nha. Và đây là hình thông tin quy hoạch của mình anh chị ha. Đất của mình ở xã Phú Hòa, Định Quán, Đồng Nai nè. Thì đây nè anh chị, tờ số 6 ha, thửa 634, diện tích là 302,4 m², đất tại nông thôn nè. Đó là full thổ cư hết trơn luôn ha, một thổ cư 100%. Đây quy hoạch đất ở và có thổ cư. Thì mặt tiền của mình 6m nè, hậu 6m nè, một bên là 50 ha, một bên 47,9. Thì coi như chiều dài 50 ha. Ngang 6 dài 50, 302,4 m². Full thổ cư ha, thổ cư 100% luôn ha. Thì đất là ngay cái vị trí mình chấm đỏ đây nè anh chị ha, là miếng đất nằm ngay đây nha. Đó. Thì ở đây ngay trung tâm văn hóa nè. Đó, nhà văn hóa ấp 1, nhà nghỉ đầy đủ ha. Còn anh chị mình đi ra một khúc ở ngoài này thì anh chị mình sẽ gặp đó là chợ Phú Hòa nè. Đây chợ Phú Hòa nằm đâu đây nè anh chị, hay quán cơm ha, quán cơm. Đây lô đất của mình đây, và đi ra hướng chợ Phú Hòa. Đây chợ Phú Hòa đây anh chị ha. Từ lô đất mình đi lại chợ Phú Hòa ở đây nè. Đó, đất cách chợ Phú Hòa nè, nhưng ngay trung tâm ở đây thì nó tầm khoảng đâu đó chỉ có nè, từ trung đất nè anh chị mình đi thẳng cái đường bê tông là 200m ha. Bê tông rẽ là chợ, rồi với lại gặp ngay trung tâm ủy ban xã, trường học, bách hóa xanh rồi luôn ha. Nó tầm khoảng 400m nữa nha, từ miền đất để đến ngay trung tâm là có 600m rồi ha. Thì đi ra đó là 600m, anh chị rẽ trái nè, anh chị mình sẽ đi ra hướng trà cổ ha, của khu du lịch sinh thái công viên Suối Mơ nè, rất là nổi tiếng ở Tân Phú, Đồng Nai. Sau đó anh chị mình đi thẳng luôn, mình sẽ ra gặp là thị trấn Tân Phú ha. Mình gặp thị trấn Tân Phú là anh chị mình sẽ gặp quốc lộ 20 của km 125 bến xe Tân Phú, Đồng Nai ha. Đó, một hướng nó ra quốc lộ 20, còn hướng này anh chị mình đi ra hướng thị trấn Định Quán nè. Đó, một hướng này ra thị trấn Tân Phú ha, cũng về quốc lộ 20, còn hướng này đi về hướng thị trấn Định Quán cũng về quốc lộ 20 ha. Thì từ đây đi ra quốc lộ 20 của bên Tân Phú là nó tầm khoảng là 6 cây nha.
Ở đây mình anh chị mình đi ra hướng thị trấn Định Quán nó tầm khoảng là 7 cây, gặp quốc lộ 20. Gặp quốc lộ 20 sau đó anh chị mình tiếp tục mà rẽ phải á, anh chị mình sẽ về hướng thành phố Bảo Lộc nè, 65 cây. Đi tiếp về thành phố Đà Lạt là 180 cây ha. Còn nếu anh chị mà gặp quốc lộ 20 anh chị rẽ trái á, anh chị mình sẽ lên hướng thành phố Biên Hòa tầm khoảng 80 cây. Đi tiếp về thành phố Hồ Chí Minh là 100 cây ha. Còn chị mình về thành phố Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một của Bình Dương ha, thì đâu đó thì tầm khoảng có 100 cây. Anh chị về thành phố Bà Rịa Vũng Tàu là 90 cây nha. Ngoài đó của mình đi qua hướng thành phố Long Khánh đó, là 80 cây ha. Thì đi qua bên Long Thành, Đồng Nai thì nó tầm khoảng là 60 km. Đất của mình cách sân bay Long Thành, Đồng Nai tầm khoảng 40 cây ha. Còn nút giao cao tốc Phan Thiết Dầu Giây anh chị cũng sắp hoàn thành đó. Thì đất của mình nó cách nút giao cao tốc Phan Thiết Dầu Giây là chỉ có 4 km thôi nha. Rồi cảm ơn anh chị mình đã dành thời gian xem video ha. Anh chị nào mà quan tâm thiện chí thì gọi điện trực tiếp cho Lợi hoặc là kết bạn Zalo ha, là sẽ tư vấn nha. Rồi cảm ơn rất nhiều ạ. Sau khi kết thúc video thì Lợi xin cô chú anh chị cho Lợi một lượt đăng ký kênh ha, một lượt subscribe để Lợi có động lực thúc đẩy tinh thần ra video hàng ngày, mang một cái bất động sản chính chủ nhà vườn gửi đến anh chị mình ha. Rồi cảm ơn rất nhiều ạ. Video mình cũng kết thúc ở đây nha.